Hello, ta chào khó. Xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 7 của giáo trình Hán ngữ 1 với tiêu đề 我学习汉语. Tôi học tiếng Hán. Và chúng ta bắt đầu học thôi. Đầu tiên chúng ta đi vào phần bài khóa. 请问, 您贵姓? 我姓张. 你叫什么名字? 我叫张东. 你是哪国人? 我是中国人。 你是哪国人? 我是美国人。 你学习什么? 我学习汉语。 汉语难吗? 汉字很难, 发音不太难。 Tiếp theo chúng ta sang phần thứ hai, đó là phần từ mới. Từ đầu tiên mình có từ 请问, 请问, đó là xin hỏi. Và mình có từ 请, nghĩa là mời, phía sau thường cộng với động từ, nghĩa là mời làm gì đó. Ví dụ, 请进, 请进 là mời vào, 请坐, 请坐 là mời ngồi, 请喝, 请喝 là mời uống. Từ tiếp theo, 贵姓, 贵姓, đó là quý tính hay là cái họ cao quý. Ví dụ, 请问您贵姓, 请问您贵姓, xin hỏi quý tính hay là họ của ngài là gì? Và mình có từ quê. Quê, đó là tính từ quý giá hoặc là đắt. Ví dụ, na cửa khẩn quê. Na cửa khẩn quê. Cái đó rất quý giá hay cái đó rất đắt. Từ tiếp theo, mình có từ xiêng. Xiêng, đó là họ, vừa là động từ, vừa là danh từ. Nên mình có câu hỏi, nǐ xiǐng shěn mò? Nǐ xiǐng shěn mò? Nghĩa là bạn họ gì? Và mình sẽ trả lời 我姓王, 我姓王, tôi họ Vương. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là 叫, 叫, nghĩa là gọi hoặc là kêu. Và khi mà để nói tên mình thì mình thường nói là 我叫 cộng với tên của mình. Ví dụ 我叫张东, 我叫张东, tôi tên Trương Đông. Từ tiếp theo, miếng tự, miếng tự, đó là danh từ, nghĩa là tên. Và khi mà để hỏi tên người khác thì mình sẽ hỏi là 你叫什么名字? 你叫什么名字? Nghĩa là bạn tên là gì? Và sẽ trả lời là 我叫 cộng với tên của mình. Ví dụ, 我叫玛丽, 我叫玛丽, tôi tên Mary. Từ tiếp theo, đó là nả. Nả là đại từ nghi vấn, nghĩa là nào, và sẽ dùng trong câu hỏi. Và mình có cách dùng, đó là nả cộng lượng từ cộng danh từ. Ví dụ, nả cửa rấn. Nả cửa rấn là người nào. Hay nả bẩn su. Nả bẩn su là quyển sách nào. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là của. Của nghĩa là nước, đất nước. Và dựa vào cách dùng vừa nãy của từ nả, đó là nả cộng lượng từ cộng với danh từ, thì mình có từ nả của rấn. Nả của rấn, đó là người nước nào. Ví dụ, 你是哪国人? 你是哪国人? Bạn là người nước nào? Thì chúng ta cùng học một số tên nước quen thuộc, đó là Trung Quốc. Trung Quốc là Trung Quốc. Mỹ Quốc. Mỹ Quốc là nước Mỹ. Phả Quốc. Phả Quốc là nước Pháp. Yên Quốc. Yên Quốc là nước Anh. Tứ Quốc. Tứ Quốc là nước Đức. Rư Bẩn Quốc. Rư Bẩn Quốc, nước Nhật Bản. Và Yên Án. Yên Án, đó là Việt Nam. Và khi mà trả lời thì mình trả lời tên nước cộng với rấn thì sẽ biểu thị là người nước đó. Ví dụ, 我是中国人, 我是中国人,
tôi là người Trung Quốc. Hay, 他是法国人。他是法国人。Anh ấy là người Pháp. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là 学习。学习là học tập hoặc là học. Và mình có từ 学cũng là động từ có nghĩa là học, nghĩa giống như 学习. Ví dụ, mình có thể nói 你学习什么?你学习什么?Bạn học gì? Mình cũng có thể nói là 你学什么?你学什么?Cũng có nghĩa là bạn học gì? Hay 我学习汉语我学习汉语đó là tôi học tiếng Hán. Từ tiếp theo, 汉字汉字đó là chữ Hán. Ví dụ, 汉字很难汉字很难chữ Hán rất khó. Chúng ta sang từ tiếp theo, đó là 发音发音là phát âm. Ví dụ, 发音不太难发音不太难phát âm không khó lắm. Và từ cuối cùng đó là danh từ riêng, Trang Tông, Trang Tông. Đây là tên người, nghĩa là Trương Đông. Ví dụ, 我叫张东, 我叫张东, tôi tên Trương Đông. Hay, Trang Tông 学习汉语, Trang Tông 学习汉语, Trương Đông học tiếng Hán. Và như vậy là chúng ta đã học xong từ mới của bài ngày hôm nay. Sau đây thì mình cùng nhau ôn tập lại từ mới bằng cách đọc lại từ mới một lượt. Mời các bạn đọc theo mình. Chỉnh vân, quay xiêng, xiêng, chào, miếng dự, nả, của, xuế xí, khan dự, pha yên, trang tôn. Và sau đây thì mình cùng nhau nghe lại, đọc lưu loát và học thuộc cũng như là dịch bài khóa sang tiếng Việt. 7 là chúng ta đã học xong bài số 7 của giáo trình Hán ngữ 1. Các bạn nên dành thời gian ôn tập lại từ mới, đọc lưu loát và học thuộc bài khóa, cũng như là làm bài tập ở cuối mỗi bài. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin chào tất cả. Chào chào.